Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Xtr 135 lột xác cực kỳ tinh tế với một cốt combo hơn 30 triệu. Cái chiếc Xtr 135 dọn hôm nay chắc chắn làm cho anh em có một phần bị mờ mắt vì những cái món đồ chơi vô cùng độc đáo và một phong cách lạ mà người chủ chính là người đã dọn chiếc xe này. Và chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cái chiếc xe này vì em ấy có hai cái cặp mâm CC trên dàn chân với tổng giá trị sắp xỉ hơn 60 triệu. Thứ đồ chơi đầu tiên mình muốn giới thiệu anh em chính là cái cụm thắng của Rainbow Disc giá trị hơn 12 triệu. Cái cụm thắng này có kết cấu thon gọn, hạn chế việc cắt vào áo. Để tăng thêm sự đẳng cấp thì người chủ cái con xe hôm nay còn bổ sung một cái giải carbon trim base và cái núm chỉnh của Active. Cái cụm ga Dunno và cái cụm công tắc của NLX có lẽ là những cái món đồ chơi thần thánh đối với những anh em đang đi cái dòng là Xtr 135. Nhưng nó đặc biệt hơn cả những cái chiếc xe độ. Cứ còn sống cho mình một cái đồng hồ của Omar Racing hiển thị mọi thứ lên cái nền của LCD vô cùng sắc nét. Vị trí lượng giữa của con chiến mã này đã hy sinh rất nhiều chi tiết phần nhựa, không chỉ để cái phần bình xăng con hút gió tốt hơn mà còn khoe được cái phần mô bên sườn MST đỏ rực, một yếu tố quan trọng trong một cái bài dọn chiếc xe để có một cái lượng lửa luôn ổn định và nhằm đem đến kiểu sức đốt cháy nhiên liệu hiệu quả và tốt nhất. Hiện tại đang trong quá trình là nâng cấp cái phần nội công cực khủng, nên người chủ đã cân nhắc nâng cấp cái con xích cưng của mình, một cái cây trợ lực là Mobo, có nhiệm vụ là ổn định tay lái tốc độ cao. Các những dòng trợ lực Olin, Ramachit, cái dòng trợ lực của Mobo nó được hoàn toàn làm bằng thủ công, nên sổ cho mình cái độ tinh xảo và bắt mắt rất nhiều, khó có dòng trợ lực nào có thể so sánh được. Với một cái sự cấp mặt cụm con của Kenhen Abasa, thì cảm giác bốp con khi nâng cấp cái bài nồi 5 lò xo đã trở nên là mượt mà hơn rất nhiều so với cái cụm con xin, giá thành đó khoảng hơn 10 triệu một chút và được nâng cấp một cái tay gãy của Carbon Green Space để lạc với cụm thắng của Rainbow Blitz bên kia. Cuộc trước ACM Queen X có cái phần dày chứa Carbon đã được ốp và làm cho dàn chân nó trở nên cứng cáp và quyến rũ hơn ở phía trước. Nếu xét cho cùng thì chúng vẫn chưa nào quyến rũ được cái mâm của Rapido CNC mức chỉ hơn 30 triệu một cặp, được làm từ nhiều nguyên chất tận dụng cái phương pháp CNC để tạo ra hình dáng. Con heo 4x cơ bắp phía trước có cái tên Gristip Elaborus F giá trị hơn 22 triệu. Việc gắn hoàn chỉnh là một cái bài toán cực kỳ khó khăn đối với những người thợ thì phải CNC ra một cái chiếc phát heo. Và cái chiếc phát heo CNC này nó có công dụng giúp cho con heo ăn hết được cái phần lửa đĩa mà cái dòng của Rainbow SBK R3 mà vẫn không bị cả cứng và cái phần nang mâm. Chèn chân trước có một vài điểm nhấn đặc biệt nữa chính là cái bộ hốc gió làm mát có nguồn gốc từ bộ điểm carbon. Nó lấy cảm hứng từ cái đường đua MotoGP, một cái món đồ chơi độc đáo mà mình chưa bao giờ chiêm ngưỡng những cái bản dọn xe nhỏ ở Việt Nam. Ngoài việc ốp carbon vân lên cái phần lốc máy và những vị trí nhựa nhám ở bên trên thì nhìn vào ở đây chúng ta còn phát hiện thêm cái bình dầu của Prisma màu vàng rất hiện đại với cái logo của Mobo trên cái bộ cấp. Cái bộ cấp này chính là dành cho cái dòng cấp của Xtr 110, nó cứng cáp và dài hơn cấp xin để ngăn hiện tượng bị slack ở nước đề ba. Cái dây áo nguyên bản cũng được nâng cấp bởi dây áo của LC 105 chính hãng của Yamaha Malaysia, đi kèm một loạt những phụ kiện bổ sung như cản, đèn hậu và chiếc bồng sau. Nhưng cái phần xi anh sau cũng được thay đổi thành xi anh LED dành cho cái dòng lạc Wiro và khả năng thông báo tín hiệu tốt hơn so với cái dòng xi anh của cái dòng lạc LC 135. Liên lạc với con heo thắng phía trước, cái con heo sau là của Distip Moto 3, kết hợp cùng thắng của Rangotest kích thước là 220, một kích thước cũng rất hợp lý cho cái con heo thắng này. Dây dầu không chỉ được bấm đầu mà còn được bổ sung thêm một ngắt dầu của Aquasato mức giá là khoảng 5 triệu. Nó vừa độc đáo mà còn dễ thở hơn so nhiều với những cắt dầu của Saudi thần thánh. Trái ngược với phần mâm trước, cái dòng mâm sau tận dụng cho mình cái mâm của Raceboy CNC FC 525. Nó mang cho mình một cái tông màu tương tự được làm từ nhôm nguyên chất CNC. Khi chơi cái dòng phong cách này thì người chủ phải có một cái tài chính rất mạnh vì mua tới hai cặp mâm, một cái của Rapido CNC, một của Raceboy CNC FC 525, rồi lấy mỗi cặp một cái chiếc để gắn lên con chiến mã của mình. Với một cây phục nitin R3, hiệu năng nhúng nhảy chiếc xe cho nên im máy đầm chắc hơn rất nhiều so với ban đầu. Nấm chỉnh bạc đen trên bình dầu còn giúp người dùng can thiệp sâu trong quá trình vận hành của cây phục để thích nghi với từng nhu cầu khác nhau. Trái tim của con chiến mã này nguyên thủy đã được nâng cấp rất mạnh bằng một cái bề độ là 68+5, gia tăng cái thể tích xi lanh, tối ưu được cái nước đề ba và tăng cường tốc độ tối đa. Nhiệm vụ tối hơi được giao cho cái bộ của Over Racing Titan, nó vừa thoáng mà có âm thanh cũng mê hoặc lòng người. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy một lần nữa nhé.
quay một cái đầm dọn cực đẹp nhưng cũng rất là tốn kém đến từ người chủ. Mới đây có một vài sự thay đổi nhỏ của cái chiếc quay cho đầm hay còn được gọi là feature của Việt Nam đã trở nên hoàn toàn mới mẻ khi được người chủ có một cái sự thay đổi diện mạo cũng khá là đẹp và một cốt combo đi kèm cũng rất là chất lượng. Chiếc xe có tuổi đời là hơn 10 năm ở Việt Nam, ít nhiều gì đó cũng đã bị xuống cấp. Chiến mã của mình nó đẹp, hài hòa hơn thì người chủ phải sơn si lại từng chi tiết nhỏ. Đã em ấy trở nên là tươi mới và ổn định hơn khi vận hành dài lâu. Cái cần số cũng được khai sẵn đến từ Tech One để làm kỹ. Trang bị cho mình cái cụm tăng của Domino hay da màu vàng đồng, có khả năng cút ngắn hành trình da để bay nhanh hơn. Và phần ghi đông ở được nâng cấp với hai cái ốc của Ghi 5 cũng khá đẹp hơn. Sau cho mình ta thắng của Rainbow Access 19 càng làm cho cái chiếc quay thêm chút sang cảnh thẩm mỹ hơn. Đây là một cái phiên bản Custard Vista nâng cấp từ cái dòng là Access 19, mà hình nó cũng đẹp hơn rất nhiều so với mẫu cũ. Trang chân trước được trang bị những cái đầu bấm 90 độ kết hợp vào cái con heo của Rainbow lục đỏ 20 xứng để kiểu của Rainbow đi kèm với cái tán cố định lòng Titan bắt chặt cái đùm trước thông qua những một rất lòng được gia công từ máy CNC. Nói tính cái dòng sau, đây là một trong những điểm nhấn rất ấn tượng khi nâng cấp trang phục Olin mình dầu rời. Bộ đồ vô cùng cũng rất nổi tiếng đến từ điển sở hữu cho mình cái chiều cao là 320 dùng cho những cái dòng xe hoạt không như Quay, Rim, Future và các ISO có thể tận dụng được. Cái cản sau làm từ vật liệu Titan để tăng thêm cái sự tinh tế giá trị cho con xe này. Chi tiết cái càn thắng chân chấm làm từ vật liệu này phải đặt làm khá lâu và không hề có sẵn như cái cổ bồn hay chiếc nước. Bao tay, bao yên màu đỏ rực là một cái sản phẩm đang rất hot thị trường này, được người chủ tận dụng để làm nổi bật chiếc xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.